Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây tiếp theo cái cuốn sách Tại sao không theo đạo Chúa như thế này đây. Thì cái phần tiếp theo là phần triều đại dâm loạn của các giáo hoàng. Cách mạng La Mã 15 dặm. Cách La Mã 15 dặm trên vùng đồi núi Anban Hill có nhóm Conti nổi tiếng suốt thế kỷ thứ 10. Đó là nhóm công tước của dòng họ Aberyst of Tusculum. Những vị tướng quân này nắm toàn quyền kiểm soát những cuộc tuyển chọn giáo hoàng. 7 giáo hoàng xuất thân từ dòng họ này. 3 vị kế tiếp nhau và hầu như không có một trường hợp ngoại lệ nào. Họ đã tiếp tay nhau uống đắng ra Roma Diplorabil, tức thành La Mã ô nhục. Lịch sử đã chứng minh sự sai lầm của các truyền thuyết trong dân gian, cho rằng chỉ có một mà mình Boya là cái gương xấu trong tập đoàn những giáo hoàng. Vì thực ra sau thời kỳ Charlemagne không lâu, vào khoảng hơn thế kỷ rưỡi, toàn thể tập đoàn đó đã trở nên hoàn toàn thối nát. Họ vừa là những tông đồ của Chúa Kitô, vừa là đệ tử của quỷ sứ Ma Vương. Rất nhiều tên trong đám đó đã tỏ ra là những thành phần dâm ô trụy lạc, sát nhân, ngoại tình, hiếu chiến, bạo tàn. Những tên mua bán nước chức tước thường sẵn sàng bán đứng cả thánh thần. Hầu như tất cả bọn chúng đều mê tiền bạc nhiều hơn là mê đạo giáo. Bằng những cuộc vận động chính trị không ngừng và sự ám ảnh về những vấn đề thời thế, bằng sự lạm quyền và sự độc ác ghê gớm, các giáo hoàng đáng lẽ ra là trung tâm của sự đoàn kết lại làm ung thối toàn thể giáo hội cơ đốc. Cuối cùng không phải những kẻ phản đạo mà chính là tập đoàn giáo hoàng đã làm tan vỡ giáo hội. Trong tất cả những điều vừa kể có một sự bí mật là tại sao giáo hội Tây Phương, dù rằng có những giáo hoàng như thế, vẫn có thể đứng vững được quá lâu. Trước hết chúng ta nên tìm hiểu về một loạt những giáo hoàng sống từ năm 880. Trong khoảng một thế kỷ rưỡi sau đó có 35 giáo hoàng, mỗi ngày cai trị trung bình 4 năm. Hồi đầu những cuộc chuyển nhiệm quyền hành đều như nhau. Điều đó được giải thích bằng sự kiện là những giáo hoàng đó được chọn bởi vì họ già cả và ốm yếu. Nhưng trong hai thế kỷ thứ 9 và thứ 10, nhiều giáo hoàng mới ngoài 20 tuổi và nhiều vị khác còn ở tuổi vị thành niên. Một vài vị trong nhóm đó chỉ trị vì có 20 ngày hay 1 tháng hay 3 tháng. 6 vị trong bọn họ bị trút phế, một số khác bị sát hại. Thật ra người ta hoàn toàn không thể biết chắc là có bao nhiêu giáo hoàng và ngụy giáo hoàng giả sống trong thời đó, bởi vì không có một cách thức nhất định nào để xác định việc tuyển chọn và số người ứng cử. Khi một giáo hoàng bỗng dưng biến mất, ngài đã bị thắt cổ hay đã bị đạp xuống sông Tiber, hay ngài đã bị treo cổ trong nhà tù, hay ngài đang ngủ trong nhà thổ, hay là ngài đã bị cắt tai và mũi như Stephen thứ 8 năm 930, và sau đó dĩ nhiên không còn dám trường mặt ra trước công chúng nữa, hay là ngài đã trốn mất như là Benedict thứ 5 năm 964, đã chuồn ngay về Constantinople với tất cả tài sản của nhà thờ Phiro sau khi đã làm bậy một bé gái, để sau đó chỉ xuất hiện khi tiền đã cạn và gây ra nhiều sự phá phách lớn lao ở La Mã. Sử gia rất sùng đạo của giáo hội Gerbert đã gọi Benedict là kẻ đồi bại nhất trong đám những quái quật vô thần. Nhưng sự phán đoán của ông ta lúc đó còn quá sớm. Giáo hoàng này cuối cùng bị một người chồng ghen tuông đâm chết. Thân xác của y
với hàng trăm vết đâm đã bị kéo lê qua, qua những đường phố trước khi bị đạp vào một hầm chứa phân. Chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, những giáo hoàng này đã tạo nên một tập đoàn lãnh đạo, dù là tu sĩ hay không, đáng phỉ nhổ nhất trong lịch sử. Nói trắng ra, họ là những tên mang rợ thành La Mã thời cổ, không có gì để cạnh tranh với họ trong lĩnh vực thối nát. Một giáo hoàng, đó là Stephen thứ bảy, đã hoàn toàn điên khùng. Hắn đã đào mã một tên tiền nhiệm người đảo Khot, đó là giáo hoàng Formosus 891. Khi tên này mới chết được 9 tháng trong cái được gọi là hội nghị tử thi, hắn đã cho cái thây ma thúi hoặc mặc lại lễ phục giáo hoàng, đặt ngồi trên ngai ở điện Lateran và làm thủ tục trực tiếp thẩm vấn cái thây ma. Formosus bị cáo buộc đã lên làm giám giáo hoàng với những lý do ngụy tạo. Trước đó y làm giám mục ở nơi khác nên không được quyền cai trị ở La Mã. Theo giáo hoàng Stephen, điều này đã khiến những việc làm của y không còn giá trị, đặc biệt là các cuộc tấn phong. Một linh mục mà tuổi vị thành niên đứng lên lẩm bẩm đáp lời thay cho Formosus. Sau khi bị buộc tội, cái thây ma bị kết án là một ngụy giáo hoàng, bị lột hết quần áo trừ một miếng vải bịt tóc còn dính vào phần thịt đã rửa. Sau khi đã bị chặt hai ngón tay mà khi sống y đã giả làm phép thánh, cái thây ma được ném xuống sông Tiber. Rồi cái thây được dính chùm lại nhờ miếng vải bịt tóc, trông giống như một đống thịt bầy nhầy được vớt lên bởi những kẻ ủng hộ Formosus và được chôn cất một cách lặng lẽ. Kế đó, cái thây ma được đưa về ngôi mộ cũ ở nhà thờ Phêrô, còn Stephen thì bị treo cổ sau đó ít lâu. Giáo hoàng đã xẻo thịt người, rồi cũng bị người xẻo thịt, đã giết hại người khác rồi cũng bị giết hại. Cuộc đời của họ không giống như những sách phúc âm chút nào. Họ có nhiều điểm tương đồng với những trẻ con nhà giàu thời nay thường dễ trở thành du đảng hoặc nghiện ngập, hay là hay lá cà những quán cà phê quen biển hoặc những hộp đêm, hơn là những giáo hoàng. Một vài tên trong bọn họ lên được địa vị cao là nhờ ở cha mẹ chúng có nhiều tham vọng. Một vài tên khác nhờ sự chém giết. Vài tên khác nữa nhờ sự dựa hơi ở những cô nhân tình trẻ đẹp quý phái trong một thời kỳ mà sau này người ta gọi là triều đại của những con đĩ. Nổi bật nhất trong đám đàn bà đĩ thỏa đó, Marozia, thuộc dòng họ Theophilact. Theo giám mục mà Liutprand of Cremona, người sống cùng thời với nàng, thì nàng đã được mẹ nàng là mụ Theodona huấn luyện. Mụ này có một đứa con gái thứ hai cũng tên là Theodona. Do ăn nằm với giáo hoàng John thứ 10, 914-929, bất cứ ai nói rằng đàn bà không bao giờ có một ảnh hưởng nào tới việc quản trị giáo hội chắc chắn đã chưa bao giờ từng gặp hai người đàn bà thủ đoạn tới độ khó tin đó. Trong vòng gần một mà thập kỷ, hai ả đã dựng lên cũng như đập đổ nếu cần ít nhất 8 giáo hoàng. Trong cuốn sách tên là Dealing and Fall, Sự đồi bại và sụp đổ, tác giả Gibbon cho rằng chính những giáo hoàng cái này đã rút ngắn lại các chính sách về nam nữ, làm phát khởi những truyền thuyết hay chuyện tiếu lâm về giáo hoàng John. Người ta đã tin ở vị nữ giáo hoàng này trong nhiều thế kỷ, mãi tới thời cải cách. Quỷ là một ít an ủi cho người Anh khi biết rằng vị nữ giáo hoàng duy nhất này là một cô gái Anglo Saxon xinh đẹp. Theo chuyện kể thì ngay trong khi còn mặc lễ phục của giáo hoàng,
cô đã sinh ra một đứa bé trai. Trong khi du hành từ Colosseum tới giáo đường sang Silemen và không may chết ngay tại đó. Chính truyền thuyết này đã làm phát sinh ra nhiều truyền thuyết khác. Ở điện Lateran, trong nhà thờ John có một cái ghế bằng cẩm thạch màu đỏ như máu với một lỗ hổng ở phần đặt bàn tọa. Mỗi giáo hoàng khi mới nhậm chức đều phải ngồi trên ghế này để nhận sự tuyên thệ trung thành của hàng tu sĩ. Nhưng người ta đồn rằng sau thời giáo hoàng John có tất cả giáo hoàng đều bị bắt buộc phải ngồi trên cái ghế này và phải chịu một cuộc khám nghiệm sản phụ khoa nhằm ngăn cản một người đàn bà thứ hai lên ngôi giáo hoàng. Cuộc khám nghiệm bởi những nữ hồng y được hòa nhịp giữa một đám người cầu nguyện bằng tiếng Latin. Thực vậy, toàn thể nghi thức đã được viết rõ ràng và in ra những cách một cách nghiêm chỉnh trong những tập bản thời bản thảo thời Trung Cổ. Một sự miêu tả khác rõ ràng hơn nguyên văn về cái ghế này mà nói rằng đó thực ra là một cái bệ nhà cầu, một mà biểu tượng hiển nhiên về sự kiện cho rằng giáo hội đã được Chúa Trời nâng dậy như một kẻ hành khất từ một đống phân bón ruộng và đặt vào hàng quý tộc. Hình như không có một mà sự ngăn cấm nào trong thần học đối với một người đàn bà muốn trở thành giáo hoàng. Ngay cả khi như John Paul nói, đàn bà bị luật trời cấm trở thành tu sĩ, có nhiều tổng giám mục và giáo hoàng đã không hề được tấn phong. Thí dụ như Adrian thứ năm đã xuất hiện trong danh mục các giáo hoàng, mặc dầu y đã cầm quyền có 6 tuần lễ từ tháng 11 tháng 7 tới 18 tháng 8 năm 1276. Y không phải là giám mục, cũng chưa từng là tu sĩ, nhưng y lại có giáo hoàng được luật pháp công nhận. Tiếp theo, cô gái điếm xinh đẹp Marozia, nguồn gốc chánh của truyền thuyết về giáo hoàng John, đầu tiên lăng nhăng tình ái với tập đoàn giáo hoàng xuyên qua nhân vật Sirius thứ ba năm 904-911. Trước đó tên này đã bị Leo thứ năm, người chỉ cầm quyền có một tháng rồi bị hồng y Christopher đảo chính và cầm tù, ngăn cản không cho lên ngôi. Sigius đã giết sạch cả hai. Sigius lại quật mộ giáo hoàng Forbusus lúc bấy giờ đã chết 10 năm, rồi lại kết án tên này một lần nữa. Được Forbusus tấn phong, Sigius thực sự tự coi mình là bất hợp lệ, nhưng y không thèm để ý đến những lý sự cùng về thần học. Thêm vào đó, y lại sai chặt đầu cái thây ma của Forbusus. Y cũng cắt thêm 3 ngón tay trước khi vứt cái xác xuống sông Tiber. Khi cái hình thù đồng không đầu bị vướng vào lưới của một người đánh cá, một lần nữa cái thây ma đó lại được sống một cuộc đời đẹp, được rước về nhà thờ Pharaoh lần thứ hai. Khi Marozia trở thành tình nhân của Sirius thì nàng mới có 15 tuổi, còn y đã 45 tuổi. Nàng có một đứa con trai với y mà nàng hết lòng lo lắng cho tương lai sự nghiệp của nó. Sau đó 5 năm, Sirius chết, chấm dứt luôn một triều đại giáo hoàng kéo dài tổng cộng 7 năm, được nuôi sống bằng máu, tỵ hiềm và ái ân cuồng nhiệt. Marozia không bao giờ quên được mối tình đầu, ăn nằm với một giáo hoàng đã đưa nàng đến những sự dự tính và những khoái cảm mà ngay cả 3 cuộc hôn nhân và vô số lăng nhăng tình ái cũng không xóa nhòa được. Lần đầu tiên giáo hoàng Sirius đã dụ dỗ nàng là ở điện Lateran. Họ thường gặp nhau vì suốt thời thơ ấu nàng sống ở đó khi cha nàng là nghị viện trưởng của thành La Mã. Rồi trong một mà lúc nào đó Sigius
bỗng chợt nhận ra rằng cô bé dễ thương ngày xưa nay đã nảy nở thành một thiếu nữ diễm kiều. Về phần Marjorie, nàng chỉ tìm kiếm sự ngất ngây của quyền lực trong vòng tay giáo hoàng nhiều hơn là những lạc thú. Mẹ nàng là Theodona đã từng lập nên và phế bỏ hai giáo hoàng khác khi mụ ta bất chấp giáo luật kết hôn với gã nhân tình yêu quý và đưa hắn từ chức giám mục của Bologna lên làm tổng giám mục của Ravenna, rồi cuối cùng lên ghế của thánh Phêrô thành giáo hoàng John thứ 10 Liutrand, giám mục của Cremona, đã viết: Theodona như một con điếm, sợ rằng mình sẽ có ít cơ hội hơn để chung chạ với tình nhân, nên bắt hắn phải bỏ chức giám mục và cướp lấy. Ô hô, đó là một trọng tội, chức giáo hoàng của thành La Mã. Lúc đó là tháng 3 năm 914, khi Marozia vừa được 22 tuổi. Nàng không bận tâm gì lắm về vấn đề này, vì con trai nàng, con của Sigius, mới lên 6, còn quá trẻ để có thể lên ngôi giáo hoàng, ngay cả đối với những thời kỳ vô tôn giáo này. Đúng vào thời điểm này, dòng họ Abesic of Tutkinan, xuất thân từ miền Bắc, đã nhảy vào cuộc. Lúc bấy giờ giáo hoàng John lên gợi ý mụ vợ Theodona rằng cuộc hôn nhân giữa Marjorie và Abesic có lẽ đã chứng tỏ rằng tất cả mọi người xung quanh đều có lợi. Marjorie cũng nhận ra một ngôi sao đang lên, và từ cuộc hôn nhân này, cậu ấm Abesic Junior đã ra đời. Abesic Senior đã có lẽ do vợ giật dây đã định thảo và đảo chánh để cướp lấy La Mã một cách quá sớm và bị giết chết. Giáo hoàng John liền bắt người quá phụ trẻ phải chứng kiến cái thây của chồng nàng bị băm vằm cắt xẻo. Đó là một lầm lẫn tai hại. Một người đàn bà đã từng ăn nằm với giáo hoàng Sigius, hắn sẽ phải biết hết thế nào là phục thù. Khi mụ Theodona chết năm 928, Marjorie liền sai người hạ ngục giáo hoàng John thứ 10, rồi ra lệnh siết cổ hắn. Con trai đầu của nàng nay đã 17 tuổi, chẳng bao lâu nữa y sẽ có đủ kinh nghiệm để nắm lấy chức giáo hoàng. Y đã được huấn luyện cho chức vụ này bằng một cuộc sống trụy lạc và hoàn toàn đồi bại. Một vài giáo hoàng sau John thứ 10 đã chỉ cầm quyền ngắn hạn, mỗi tên đều mất tích một cách bí mật. Bây giờ con trai của Marjorie và giáo hoàng Sigius nay đã 20 tuổi, lên ngôi ở thành giáo hoàng John thứ 11. Marjorie vẫn còn có những tham vọng xa hơn nữa. Khi Guy, người chồng thứ hai của nàng, qua đời, nàng bèn lấy người anh cùng cha khác mẹ của hắn là vua Hugo of Provence. Hugo đã có vợ rồi, nhưng vợ y đã bị ly dị một cách dễ dàng. Thực ra may mắn cho Marjorie khi có con trai làm giáo hoàng, vì hắn có quyền giải tỏa tất cả những chướng ngại cho một cặp vợ chồng, kể cả sự loạn luân. Điều gì có thể ngăn cản được người chồng mới cưới lên ngôi hoàng đế và cô ả thành hoàng hậu? Đó là điều mà chính Sirius cũng đã muốn. John thứ 11 đã đứng ra làm chủ lễ trong đám cưới của mẹ hắn tại La Mã vào mùa xuân năm 932. Rồi thì tất cả đã tan vỡ vì đứa con thứ hai của Marjorie, đứa con đầy ganh tị của Abesic. Nay đã 18 tuổi, hắn đã cướp lấy quyền kiểm soát La Mã để có thể tự ý lựa chọn giáo hoàng. Hugo of Provence đã phải bỏ vợ và chạy trốn trong nhục nhã. Abesic đã dắt John thứ 11, người anh cùng mẹ khác cha, và con của giáo hoàng Sigius tống giam chung thân trong điện Lateran, nơi mà tên này đã chết sau đó 4 năm. Và như là một vết thương đau đớn nhất, hắn đã hạ gục luôn cả mẹ hắn. Dù đã quá tuổi xuân thì, Marjorie vẫn còn là một người đàn bà diễm lệ
khi nàng đầu tiên bước chân vào ngục Hadrian Mausoleum, nơi mà dân chúng vẫn thường gọi là lâu đài sát Angelo. Nàng sống ở cái chỗ khủng khiếp đó, bên cạnh sông Tiber, liên tục hơn 50 năm. Trong một ngày được ăn giảm, năm nàng 60 tuổi, trong ngục tối, nàng được nghe tiếng Abaris đã chết năm hắn 40 tuổi, và con hắn, tức cháu nội nàng, tên là Octavian, đã bắt tòa thánh phải phong hắn làm giáo hoàng, là giáo hoàng đầu tiên đã đổi tên. Y đặt danh hiệu là John thứ 12, lúc đó là mùa đông năm 955. Ngay tới đó, tức thì nàng quay phắt cái khuôn mặt xanh xao già nua vào tường, và lại tiếp tục đâm mình vào giấc mộng về một thời huy hoàng rực rỡ đã qua, khi cùng say đắm bên người tình Sigius. Có lẽ thời niên thiếu của tên giáo hoàng mới này có thể giải thích được phần nào ở thái độ vô đạo của y, bởi vì khi y lên nắm quyền, y chỉ mới có 16 tuổi. Tất cả các tu viện đã cầu nguyện suốt ngày đêm cho y chết sớm. Ngay cả đối với thời đại đó, y cũng đã là đồi bại đến nỗi dân chúng hồi đó chỉ muốn xin y ít tí huyết. Họ nói rằng y đã phát minh ra những tội ác mà từ thời khai sinh lập địa tới giờ không ai biết, kể cả việc ăn nằm với mẹ y. Y đã lập một phòng mà chứa gái ngay trong điện Lateran. Y đã dùng những lễ vật của người hành hương cho việc sát phạt. Y đã nuôi một chuồng ngựa tới 2.000 con, mà y vẫn cho ăn hạnh nhân và trái sung đã ngâm rượu. Y đã thưởng cho những người bạn tình của những đêm chăn gói bằng những cốc để uống rượu lễ bằng vàng lấy ở nhà thờ Phêrô. Y chẳng thèm để ý gì đến những dịch vụ du lịch đầy lợi lộc thời đó là những cuộc hành hương. Người ta thường khuyên đàn bà không bao giờ nên đi vào điện Lateran của nhà thờ John nếu họ muốn giữ danh giá. Tên giáo hoàng này luôn luôn rình mò ở đó, ngay trước bệ thờ cao của nhà thờ chánh tòa của giáo hội Cơ Đốc. Y còn uống rượu chúc mừng với cả ma quỷ. Giáo hoàng John thứ 12 đã gây ra nhiều phẫn nộ, đến nỗi y sợ chết quá đành phải cướp hết tiền bạc của nhà thờ Phêrô và trốn về Tivoli. Khi Otto of Saxony, vị vua 50 tuổi, ông ta được sắc phong hoàng đế tại nhà thờ Phêrô năm 961. Nghe phong thanh về việc này, ông vội ra lệnh cho tên giáo hoàng trẻ có phải về nhà ngay lập tức. Theo đúng kế hoạch thì ông ta không muốn có một giáo hoàng vắng mặt, điều đó không tốt cho công việc của một đế quốc. Một mà hội nghị tôn giáo được triệu tập để phân loại nhiều việc. Hiện diện trong đó là 16 hồng y, tất cả số giám mục người Ý và nhiều giám mục khác được tuyển từ nước Đức. Giám mục của Remona đã viết một bản liệt kê chính xác những tội trạng của giáo hoàng. Thí dụ như y đã làm lễ Misa mà không ban thánh thể, y đã thụ phong linh mục trong một chuồng ngựa, y đã đòi tiền cho những cuộc tấn phong, y đã làm tình với một số đông các bà mệnh phụ, trong đó có người tình cũ của cha y và cô cháu ruột của y. Y đã đâm mù mắt vị cha tinh thần của y. Y đã thiến giái làm chết một hồng y. Tất cả những lời cáo buộc này đều được phê chuẩn dưới sự tuyên thệ. Otto sau đó đã viết cho giáo hoàng John một lá thư được xếp hàng vào những vật hiếm nhất trong mọi thời đại. Hỡi Đức Thánh Cha, tất cả mọi người, dù thuộc hàng tu sĩ hay không, đều kết án ngài là sát nhân, bội ước phạm thượng với thánh thần, loạn luân với người trong họ, kể cả hai người chị em ruột, và giống hệt như những kẻ vô thần, đã gọi hồn của Jupiter, Venus và những ma quỷ khác. John vội vã sai người viết một lá thư trả lời, cú pháp và văn phạm trật lắc.
cho các giám mục. Y cảnh báo rằng nếu họ trút phế y, y sẽ khai trừ cả bọn ra khỏi giáo hội, để họ không có tư cách để tấn phong và làm lễ, làm thánh lễ Misa nữa. Rồi y nhảy lên một con ngựa và phóng đi săn. Khi Otto cuối cùng cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi lâu và trở về Saxony, gia đình giáo hoàng John đã cho cả một mà đoàn quân đưa tiện ông ta về xứ. Ở La Mã, y trở lại chức giáo hoàng ở nhà thờ Thero, không hài lòng với những hình phạt nhẹ như là khai trừ khỏi giáo hội, y chặt tay chân hoặc là xử tử tất cả những kẻ dự vào việc định đẩy y vào con đường lưu vong. Chưa từng bao giờ có một giáo hoàng đã đến với Chúa Trời trong một mà vị thế phiền hà hơn. Rồi một đêm kia, một người chồng ghen tuông, một trong số rất nhiều ông, đã bắt quả tang Đức Thánh Cha đang ăn nằm với vợ mình và đã làm lễ nghi cuối cùng với y bằng cách cho y một búa lên đầu. Y thọ được có 24 tuổi. Người dân La Mã nổi tiếng về đầu óc tiếu lâm nói rằng đây là cực điểm của sự nghiệp y, ít nhất là y cũng đã may mắn được chết trên giường, mặc dù đó là giường người khác. Hồng y Bellarmine trong cuốn sách viết về những giáo hoàng, De Romano Pontifex, hồi thế kỷ thứ 17, đã nói giáo hoàng là vị thẩm phán tối cao trong việc quyết định những tranh cãi về đức tin và đạo hạnh. Từng là trảng sư nổi tiếng biện hộ cho các giáo hoàng, ông cũng viết trong cuốn sách đó, nếu giáo hoàng đã lầm lẫn khi phạm vào những tội và những giới cấm, giáo hội vẫn phải coi tội lỗi là tốt và giới hạnh là xấu. Nếu không, giáo hội sẽ phạm tội đối với lương tâm. Bởi thế, ta không còn ngạc nhiên lắm khi thấy những giáo hoàng tuổi còn vị thành niên đã thoát tội được nhiều lần. Nhưng ngay cả Bellarmine, người đã biết rõ tất cả về dòng họ Bonja, cũng đành phải công nhận John thứ 12 là cặn bã. Sau khi con quái vật này biến mất, người dân thành La Mã đã chọn Benedict thứ 5 lên thay thế. Otto thấy mưu kế bị hỏng, trở nên giận dữ. Không ai có quyền làm giáo hoàng mà không có sự chấp thuận của hoàng đế. Ông ta vội tuyên bố từ xưa tới nay đều như vậy. Rồi ông ta nhất định chọn Leo thứ 8 làm giáo hoàng. Hồng y Baronius trong cuốn Ethics Satican Annan đã viết hồi thế kỷ thứ 16 mà Anton đã gọi là cuốn giáo sử vĩ đại nhất đã từng được viết ra, vẫn coi Benedict là giáo hoàng chính thức, còn Leo là ngụy giáo hoàng. Thực ra khó mà có thể cãi lại điều này. Mặc dù Benedict vì sợ Otto giết đã phải quỳ mọp xuống liếm chân Otto và tự nói mình là một kẻ mạo nhận. Để chứng minh điều đó, y cũng tự lột giáo huy và quỳ xuống xưng tội trước Leo rằng chính Leo mới là người kế vị ở nhà thờ Phêrô theo đúng luật định. Nếu một giáo hoàng thật cứ quả quyết rằng ông ta không thật, thì người ta không rõ đó có phải là một bài tập về sự bất phạm lỗi hay không, mặc dù việc đó cần mang lại một thông điệp liên quan tới đức tin và đạo đức tới toàn thể giáo hội. Khi cả hai Leo và Benedict chết, Otto đặt John thứ 8 lên ngôi. Đó không phải là một sự lựa chọn khôn khéo. Dân chúng thành La Mã đã đóng hòm gửi trả lại ngay. Otto lại mang y tới lần nữa, chỉ để nhận ra rằng cái linh tính của dân chúng ở đó là đúng. Tên giáo hoàng này đã thi hành những tội ác ghê gớm. Theo Lutran, trong cuốn sổ biên niên của ông ta, y đã móc mắt kẻ thù và chém giết hết nửa số dân chúng ở La Mã. Ngay sau thời John thứ 8 đến Benedict thứ 7, lại thêm một tên nữa bị giết chết
bằng tay của một người chồng giận dữ trong lúc y đang thông dâm. Thật là rất dễ hiểu nếu hồng y Panorionios đã phải bối rối như thế nào khi ông viết về những sự kiện đó với một sự thành thực đáng để ý. Những giáo hoàng của thời kỳ này được ông gọi là những kẻ xâm lăng đất thánh, ít là những thánh tông đồ hơn là những kẻ phản đạo. Ông ta thú nhận là đã run lẩy bẩy trong khi phải viết về họ. Ngồi trên cái ngai của Phêrô không phải là những con người mà là những con quái vật mang hình dáng người, những tên khoác lác tự phụ trong những bộ áo láng của giáo hoàng, chứa đầy những dục vọng xác thịt và những xảo trá dưới mọi hình thức của ác độc đã cai trị La Mã, và biến cái ngai của Phêrô thành ổ điểm cho những tỳ thiếp và nhân tình của chúng. Giáo hội Gia Tô La Mã đã tìm cả Âu Châu, đã dìm cả Âu Châu xuống vực thẳm khủng khiếp suốt 10 thế kỷ. Các sử gia gọi thời kỳ này là thời kỳ đen tối. So với những sắc lệnh của Công đồng Vatican lần thứ nhất năm 1870 thì cái kết luận của ông ta thật là bất ngờ. Bài học chánh của các thời kỳ này là giáo Bài học chánh của các thời kỳ này là giáo hội có thể tồn tại rất lâu mà không cần phải có giáo hoàng. Sinh lực chánh để sống còn của giáo hội không phải là giáo hoàng mà là Chúa Kitô. Ngài mới là thủ lãnh của giáo hội chứ không phải là giáo hoàng. Nếu phải sống vào mấy thế kỷ sau, chắc chắn Panionios sẽ bị coi là một kẻ phản giáo. Đức tin của Cơ Đốc thời nay là như vậy. Giáo hoàng là thủ lãnh của giáo hội trên trái đất, là người đại diện cho Chúa Kitô, là nền tảng trên đó giáo hội được xây dựng, là mối liên lạc của sự thống nhất, là người gìn giữ đức tin và đạo hạnh. Nhưng cái khoảng thời gian dài vừa được xét lại đã cho chúng ta thấy một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Không phải chỉ có Panionios mà cả dân chúng La Mã cũng phải cười giễu cho cái điều ngu xuẩn kể trên. Đối với họ, cửa địa ngục đã thắng thế rõ ràng. Nếu đó không phải là sự vinh quang của ma vương thì là cái gì? Cái câu hỏi duy nhất còn lẩn quẩn trong đầu không phải là làm thế nào giáo hoàng có thể cứu được giáo hội, mà là làm thế nào giáo hoàng có thể tự cứu được chính linh hồn của y. Trong khi tất cả những biến cố đầy sóng gió xảy ra và nhiều sự kiện khác tiếp diễn, Marozia vẫn sống trong xà lim. Ngày xưa đã là từng là một thời là một sinh vật quyến rũ nhất, nay nàng chỉ còn là một bộ xương gầy gòm khô héo được bao phủ trong mớ quần áo rách. Bây giờ tuổi nàng đã trên dưới 95. Cái ký ức về việc đã từng ăn nằm với một giáo hoàng và sinh ra một đứa con trai cũng làm giáo hoàng chắc hẳn đã thúc đẩy nàng tiếp tục sống. Mặc dù ít ai để ý, nàng không bao giờ hoàn toàn bị những nhân vật quyền thế lãng quên. Mùa xuân năm 1986, mùa xuân năm 986, xin lỗi quý vị, giáo hoàng John Rodri thứ năm, tuổi mới 23, và người em họ là hoàng đế Otto thứ ba, tuổi mới 15, nhận thấy rằng người đàn bà khốn khổ này đã chết dần mòn trong ngục đủ lâu rồi. Giáo hoàng bèn sai một giám mục vào để làm phép xua đuổi tà ma và hủy bỏ bản án khai trừ khỏi giáo hội. Nàng được tha tội, tức không bị rút phép thông công, rồi nàng bị xử tử. Gần 50 năm sau, năm 1032, giáo hoàng John thứ 19 thuộc dòng Tusculum chết. Công tước Alberic thứ ba đã bỏ cả một gia tài để cố giữ cho được ngôi vị giáo hoàng cho nhà mình. Có ai khá hơn ngoài đứa con trai Theophylactus đủ sức để có thể lấp vào chỗ trống đó? Raoul Gaber là một thầy dòng xuất thân từ Luni, báo cáo rằng tại cuộc tuyển chọn này vào tháng 10 năm 1032, Đức Thánh Cha Benedict thứ 9 mới được 11 tuổi.
Theo Monsignor Leos Duchesner, Benedict lúc đó là một đứa bé láo cá mà chẳng bao lâu sau đó đã hết mình làm tổn thương nhiều người khác. Đó là một cảnh tượng quái đản, một cậu bé con chưa đến tuổi 13, giọng nói cũng chưa bị vỡ tiếng, đã đương nhiên trở thành một nhà làm giáo luật chánh và thống trị cả giáo hội Cơ Đốc, được gọi để đội mũ ngọc miệng ba tầng của giáo hoàng, cử hành đại lễ Misa ở nhà thờ Phêrô, ban phát sự sống, bổ nhiệm các giám mục và khai trừ những kẻ phản đạo. Việc Đức Thánh Cha biết lợi dụng các mà bà mệnh phụ chứng tỏ rằng giáo hoàng bé con này đã đến tuổi dậy thì rất sớm, lúc y được 14 tuổi. Một ông chuyên phụ trách việc biên niên đã phải nói là y đã vượt quá tất cả những kẻ tiền nhiệm trong việc phóng đảng dâm dật và hoang phí vô độ. Pero Damian, một vị thẩm phán xử tội có liêm sĩ, đã phải thốt ra: tên khốn kiếp này từ ngày đầu tiên làm giáo hoàng cho tới nay cuối cùng của đời y đã sống bằng sự vô luân. Một quan sát viên đã viết: một con quỷ sứ đội lốt tu sĩ từ địa ngục lên đã chiếm đoạt ra cái ngai của thánh Phêrô. Y thường vội vã ra khỏi La Mã lần đầu trong ngày ăn mừng thánh Phêrô và thánh Phaolô năm 1033. Một buổi nhật thực làm phía nội thất của thánh đường Phêrô biến thành một màu vàng nghệ kỳ quặc, đã là một mà lý do để người ta muốn trút phế y. Khi y trở về, một vài nhà quý tộc định làm cách loại trừ y ngay giữa thánh lễ Misa, nhưng họ đã thất bại. Sau đó, khi Benedict bị đuổi cổ khỏi La Mã, quân đội của hoàng đế Conrad lại mang y trở về năm 1046. Khi y bị đuổi cổ một lần nữa vì việc cướp đoạt, vơ vét, giết người và áp bức, y bàn trở về quê y ở Ticuatlum. Khi y vắng mặt dân chúng ở La Mã, đã lập nên một giáo hoàng khác ở Sylvester thứ ba, một nhân vật xuất thân từ vùng đồi núi Sabine Hill. Đáng nói hơn là nhiều là việc họ quyết định cố tình vi phạm giáo luật và làm tổn thương Thượng Đế hơn là tranh chấp với Benedict thứ 9. Nhưng chỉ được có 50 ngày hạnh phúc, tên giáo hoàng bé con đã được gia đình y phục chức lại. Sau khi họ thuyết phục được Sylvester rời đi nơi khác, cuối cùng chính Benedict lại muốn rút lui. Y đã để ý đến cô em họ xinh đẹp, con gái của Giran de Seso. Giran đồng ý với điều kiện là tên giáo hoàng này phải thoái trào. Nhưng quả thực là bất ngờ khi Benedict lại do sự ngần ngại và nhất định kiểm soát lại xem y có quyền làm như vậy không. Y bèn hỏi ý kiến vị cha đỡ đầu của y là John Gratian, tu sĩ chánh của nhà thờ John and Portan Latinam Caraten, là một kẻ khác thường, hoàn toàn mù chữ, gã sống một cách thanh bạch như một đóa hoa huệ giữa đám gai góc. Ra Thanh đoan chắc với Benedict là y có quyền từ nhiệm. Hơn nữa, gã đã có một sẵn một người kế vị y. Dạ, gã tự chỉ tay vào ngực mình, sung sướng tự rút lui. Benedict liền đòi một số vàng nặng đến 2.000 phao làm lộ phí. Sau một mà vòng điều đình dữ dội, y đồng ý lấy toàn bộ đóng tiền Phêrô từ nước Anh. Chưa bao giờ có một bộ sưu tập nào của Hội Cơ Đốc giáo Anh Quốc lại được sử dụng tốt hơn thế. Trong cảnh hoang hoang, Benedict thoái trào vào một ngày tháng 5 năm 1045, hết lòng với việc hưởng thụ khoái lạc. Giáo hoàng Victor thứ hai sau này đã viết y thích sống như một tay chơi sành điệu hơn là một giám mục. Y rời khỏi thành La Mã và về sống ở một trong những lâu đài của y ở miền quê. John Grantham bây giờ với danh hiệu Rock thứ sáu lên ngôi giữa sự chỉ trích nghiêm khắc nhiều giáo hoàng,
trước đó đã tự bỏ tiền túi ra để mua ngôi vị, không ai ngoài gã chịu chuộc lại bằng tiền của giáo hội. Rất lý luận rằng y đã làm một điều ân huệ cho giáo hội. Còn Benedict cũng nhấn mạnh rằng không phải y bị thu mua chuộc để phải ra đi, y chỉ muốn chuộc lại cái gia sản lúc ban đầu mà cha y đã bỏ ra lo cho y. Đáng lẽ ra Rock đã có thể thoát nợ nếu Benedict nay lấy lại lên tên tục là Theophilactus Optus Kilokulon, không bị người vợ yêu dấu của y bỏ rơi. Y cương quyết đòi trở lại cầm quyền với Sylvester. Vẫn còn ở sát nách, lúc bấy giờ có cả thầy ba tên cùng nhóm ngó cái ngôi vị giáo hoàng. Sylvester ở thánh đường Ferro, Rock ở điện Lateran, và Benedict ngồi chờ thời ở trong vùng đồi núi Alban Hill. Trong lúc đó ở La Mã, tất cả hòm rương đều trống rỗng. Tất cả mọi người, từ những giáo hoàng đến các chú gác cửa thấp hèn, cũng đều là những tay mua bán. Chức tước mỗi tên thầy dòng đều có ít nhất một cô nhân tình, và những thánh đường đều đang trên đà suy sụp. Vào lúc tình hình nghiêm trọng như vậy thì vua Henry của Đức Quốc xuất hiện. Ông ta nổi tiếng vì hai điều: ông ta rất ghét việc mua bán chức tước, và ông muốn trở thành hoàng đế hơn tất cả cái gì trên đời. Cuối cùng sức mạnh đã thành công khi mà những lời khuyên răn đạo đức trước đó đã thất bại. Tại Sutria, trên đường đi tới La Mã, ông ta đã triệu tập một hội nghị tôn giáo. Dưới sự đạo diễn của ông ta, Sylvester đã bị kết tội làm kẻ mạo nhận. Y bị lột áo thành một mà thường dân và bị phạt bằng cách sống cực khổ suốt đời trong một chủng viện rất tồi tàn nếu có. Benedict đã tự rút lui trước và vì thế theo Henry đã mất quyền làm giáo hoàng. Đối với Rod thứ sáu, Henry cảm ơn y đã giúp cho giáo hội tránh được một bệnh dịch, nhưng cũng nói rằng đáng lẽ ra y không nên dùng sự mua bán chức tước để làm việc ấy. Điều đó có nghĩa là y cũng chính phải tự thoái vị. Đối diện với lưỡi gươm kề bên Thái Dương, Rock tuyên bố: ta đây, Rock giám mục, người đầy tớ của những người đầy tớ của Chúa Trời, vì việc mua bán chức tước đã xâm nhập vào việc tuyển chọn ta, do bởi sự xảo quyệt của ma quỷ đồng ý quyết định rằng ta cũng nên được trải nghiệm giải nhiệm khỏi chức giám mục thành La Mã, tức giáo hoàng. Hiện diện trong ngày y bị phế lập là một thầy cả còn trẻ tuổi, thầy dòng Hildebrand, người mà sau này trở thành giáo hoàng Rock thứ bảy. Hắn ta lúc đó được mục kích một sự việc ngang trái, đảo điên, và không bao giờ hắn có thể tha thứ hay quên được. Henry lập mà Saint-Man thứ hai lên làm giáo hoàng mới. Vào ngày lễ đăng quang của y, y sắc phong cho Henry làm hoàng đế. Rồi Henry cũng như Napoleon sau này tự đặt một cái vòng nhỏ lên đầu theo một nghi thức mà người La Mã thời xưa vẫn làm để phong vương cho hàng quý tộc của họ. Với thái độ này, Henry đã chứng tỏ cho mọi người rằng chính ông mới là thủ lãnh của giáo hội cơ đốc. Giám mục thành La Mã, giáo hoàng chỉ còn là một mà thầy cả riêng của ông ta mà thôi. Henry sau đó đã mang tên giáo hoàng tiền nhiệm về Đức cùng với mình để tránh hậu họa. Rock về sau chết trong lưu đày khi Lyman cũng theo chân Henry Benedict, tức giáo hoàng bé con trước kia, lại nhảy lên ngôi giáo hoàng được khoảng 8 tháng. Quá bằng rộng với đối phó với y, Henry ra lệnh cho công tước Boniface Optus Kulum bắt theo Philactus phải chịu thuần phục mình mãi mãi. Vị giáo hoàng mới tên là Damasus thứ hai chẳng bao lâu trở nên mất trí. Người ta đồn là bị đầu độc bởi Benedict. Có lẽ chẳng qua cái không khí thời đó như vậy thôi. Khi Damasus chết,
con đường lên ngôi lại rộng mở thênh thang cho Benedict, nhưng y quyết định bỏ cuộc. Y lui về sống tại chủng viện Costa Ferrata. Thôi tới đây thôi, xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn clip sau.